Đất núi Mường Khương Phần 9 Mã nhìn người con trai dân tộc rào Nhưng trong đôi mắt híp của hắn Vẫn còn lóe lên những tia ngờ vực Miệng Mã cười nhăn nhở Họ tần tiếng Việt Nam Gọi là Đặng phải không Ờ à, đúng rồi Cùng họ với đặng đồng chí đó mà Tốt lắm Người Hơ Mông, người Giao, người Hán Cùng chung một tổ quốc Trung Hoa cả mà Mã Diều Nần hỏi Tần Quang Vân về làng bản Về gia đình Hắn nói nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào Nhưng thực ra là một cuộc tra hỏi chu đáo, cặn kẽ Mã hỏi nhát gừng Hỏi lộn xộn về các vấn đề Mã hỏi từ việc này bắt qua việc khác Lời mã hỏi thật nhiều nút, buộc nhiều đoạn mã muốn tìm sự mâu thuẫn lúng túng trong những câu trả lời của vần và nếu vần có giấu giếm điều gì cũng phải lộ ra vần trả lời xuôi chạy từ tốn mã hỏi vần những câu cuối cùng những câu mà vần đoán thế nào mã cũng hỏi để khẳng định xem vần có phải là người giao hay không tết của người giao có khác nhiều với tết của người hâm mông không vần cười Người giao ăn Tết ngày nào là đón ông cha đi đánh giặc về ngày đó. Ngày đó, giờ đó, người giao sẽ truyền lại mặt cho con cháu hàng trăm năm sau sẽ ăn Tết đúng giờ đó, mổ lợn đúng giờ đó, để lấy tiết chào đón ông cha về. Mã Diêu Nần gật đầu cười. Thế anh Vân có biết ăn thịt chó không? Ôi, mã đoàn trưởng ạ, à, cả ba ngành người giao chúng tôi không biết ăn thịt chó đâu mà Mã đoàn trưởng đã sang đất Việt Nam ở lâu Có nghe câu chuyện cũ của người giao không? Thế này nhá Xưa dân tộc giao chúng tôi Bị một tên vua độc áp, đàn áp Một lần có một ông già trong bản nói Ai lấy được đầu tên vua đó để trừ họa cho dân Thì ông gả người con gái xinh đẹp cho Có một chàng trai tên gọi là Pan Hau Tiếng giao là con chó dữ tình nguyện đi Anh này trừ được tên vua ác Ông già giữ lời hứa Gà cô gái đó cho bàn hầu Vợ chồng sinh được ba đứa con trai Đặt tên con là Kim Yến Người giao đội khăn đỏ Ở vùng núi cao Con thứ hai là Hải Yến Giữ ở vùng giữa Tức là người giao tuyển chúng tôi Mặc quần áo đen Phụ nữ có hai tua đẹp treo hai bên khăn Con thứ ba là Hoàng Yến là người giao quần trắng ấy mà họ ở vùng thấp ngăn giữ bờ cõi không cho giặc xâm phạm vùng đất núi của tổ tiên mã đoàn trưởng ạ à, vì thế mà cả ba ngành giao chúng tôi đều không ăn thịt chó là vậy đó tôi là người giao tuyển tôi đã nghe lời ông xín tôi sẽ giúp mã đoàn trưởng mã giù nần bắt tay vần rồi mã rút bút viết cho ba người ba mảnh giấy đã nộp súng cho quân giải phóng Trung Quốc được đi lại ra vào tự do trong vùng đại quân đóng giữ. Mã Diều Nần báo cáo về cho Vương Thiệu Khuân biết cuộc gặp gỡ bố con ông già người Hơ Mông và anh con trai người Giao diễn ra rất tốt đẹp. Mã yêu cầu Khuân khoanh một vòng đỏ trên bản đồ ở bản Hương Quế đánh dấu nơi sẽ đặt một cơ sở mới. Châu Xéo Mìn được ngồi trên xe tăng bát nhất của giặc. Hai tên lính đội mũ đeo sao bát nhất, cầm súng AK đứng hai bên. Châu xéo mìn cầm loa pin, hắn trương cổ, bệnh cầm gào to. Quân giải phóng của Tổ quốc Trung Hoa đại thắng rồi. Cán bộ công an về hang nộp trả súng, tại quân sẽ không giết, sẽ được tự do làm ăn. Nước Trung Hoa vĩ đại là Tổ quốc của người Hơ Mông, người Giao. Châu Xéo Mìn đọc vanh vách Tên những dân quân, các bàn giữ súng Kiểu súng gì, có bao nhiêu viên đạn Châu Xéo Mìn gọi tên chủ tịch Gọi tên bí thư đảng ủy Gọi tên các cán bộ trong xã Trong hợp tác xã Hắn gọi cả những nơi họ đang ở Nơi hậu cứ sơ tán Mìn dọa dẫm Mìn gọi họ về hàng Mìn dẫn giặc đến nhà Phá cửa hàng bách hóa Bắt châu hợp tác xã Về mổ đón giặc đến ăn mình phá kho lương thực, phá nhà ngân hàng, phá trại chăn nuôi. Mình được giặc cho tự do khuân của cải về nhà, tự do bắn giết. Hắn được quyền chọn các cô gái đẹp ở bản hơ mông, các cô công nhân lâm trường, các cơ quan sơ tán chưa kịp, bắt về nhốt trong nhà, rồi rước giặc về hãm hiếp. Châu xéo mìn còn đeo mặt nạ hình mặt con hổ vằn, hình mặt con gấu ngựa đứng bên cầu đứng ở ngã ba đường nhìn người qua lại ai là cán bộ bộ đội dù đã cải trang thì mình cũng gật đầu làm hiệu cho giặc bắt giặc phá nhà cơ quan trường học phá cửa hàng bệnh viện mình gọi xe đến chờ gạch ngói về xây nhà cho hắn và hắn cho xây lại nhà những người trong bạn bị đạn giặc phá đổ nhà nào không xây kịp thì mình cho để hai nghìn viên ngói trước cửa mình nói Đấy quân giải phóng nhân đạo Đền bù cho dân Châu Xéo Mìn được giặc cho làm chủ tịch lâm thời Vùng Hơ Mông Ông Xín Người già nhất bản Hơ Mông Của Papin Tìm đến nhà Châu Xéo Mìn Ông nói nhỏ với Mìn Người Hơ Mông đã từng chịu khổ Từng chịu lau nước mắt ra máu rồi Con hổ vằn dù dai sức Sắc lưỡi Nhưng nó cũng không ăn thịt con Ta đừng làm mất lòng xóm bạn Sai bụng họ hàng Rồi mình đi đâu Mình có phải kiếp ve sầu đâu mà lột xác Mình ạ à? Huống gì mày trước đã có thời Làm cán bộ của dân Châu xéo miền trừng mắt nhìn ông xín Mắt hắn vằn lên Như mắt con chim của cầu Tường châm được đống lửa Đốt cháy rừng lau bãi sậy Chúng đã đối với tàu như rắn độc Giết Giết Tàu cắt tình với nó như cắt sợi dây rừng mìn nói mép xui bọt Như con gấu gầm gừ Bạ con nào cũng vạ Thu với chúng Như máu đã thấm vào vạt Thấm vào áo không phải Ông xín chép miệng Thôi mình ạ à, Người ác đến đâu chặt cây Cũng còn chưa đoạn giữa Thổi lửa ai lại thổi hết đèn Tắt bếp cũng phải để hòn than đỏ chứ Nếu không dân bản lại bảo mày là con ong tay áo là cáo ở trong nhà máu nào mà không thắm thịt ấy mình cũng là người hơ mông ta cả con ong có đốm ác vậy mà cũng chỉ đốt một lần rồi mất nọc mà chết thôi mình ạ à, mày nghĩ lại đi Mình cười gằn tao chỉ có nửa dòng máu của người hơ mông thôi bố tao là người hán người của tổ quốc trung hòa cả bản hơ mông đã hầu như quên điều ấy nay mình nhắc đến ông xến mới sực nhớ ra bố mình là người hán là lính tường giới thạch chạy sang đây lấy mẹ hắn ở bàn hơ mông rồi sinh ra hắn và ở lại đây mình đã có thời làm chủ tịch bàn hơ mông làm bí thư chi bộ đảng ở bàn hơ mông mình đã nhiều lần rủ người về đánh bạc bị thua lụi bại mình trộm trâu trộm ngựa của hợp tác xã sang bên công xã, xeo thầu năm lần bảy lần, mình bị chi bộ nhất trí đuổi ra khỏi đảng, bị nhân dân chốt chức cán bộ, mình trở thành tên buôn thuốc viện và trộm cướp ở vùng hơ mông, bị dân quân đuổi bắt quả tang, mình dùng súng kíp bắn lại, mình phải đi cải tạo hai năm. khi trở về bản, mình trở thành một tên sống lầm lì cục cằn, đi một bước chửi một tiếng. Mắt nhìn ai cũng như lưỡi dao Lưỡi dao cắt thịt người ta Có lần Min đã nói Muốn đốt cháy hết bản hơ mông Muốn hổ về ăn thịt hết người hơ mông Hắn thù ghét tất cả Hắn hậm hực với tất cả Mình đã đào xương cốt bố hắn Bỏ vào bao tải Rồi cho ngựa thồ về xeo thầu Nhưng sang đến đồn biên phòng xin tiến Hắn ở lại Hắn gặp Vương Thiện Khuân Hắn ăn ở với Khuân rồi không biết tên đồn trưởng này đã nói gì với hắn hắn lại chờ xương cốt của bố hắn quay về việt nam và chôn xuống đất bản hơ mông từ đó trong những ngày tết vừa qua mình thậm thụt mấy lần sang bên ấy hắn nói là đi thăm anh em họ hàng ta rộng lượng cho đi nhưng hắn đều đến ở với tên vương thiệu quân nay tự tay hắn viết tên nhà hắn dòng chữ đỏ lét mặt trời đã chiếu sáng Chỉ có đại quân Trung Hoa Mới đưa lại hạnh phúc cho người hơ mông Mình nghĩ đã có dịp trả thù Nhà hắn mổ gà thiến Mổ lợn khoang Châu tơ của hợp tác xã Nấu rượu xéo Nấu sôi nếp cẩm Hắn đưa chăn hoa, chăn lanh Ô tia, dù xanh Ra đầu bạn, rước giặc vào Mình chạy lăng xăng Hí hửng như con chó vẫy đuôi Khi gặp chủ nói với hắn không chuyện Ông xín để ma quang díu Con trai ông xuống bàn hắn Đi với hắn Dìn giúp việc cho hắn Dìn được mã diêu nần Cấp cho khẩu AK Và những dấu hiệu mật Buộc tua len đỏ trên quai súng Ống quần bò trong bít tất trắng Cổ bít tất nhô cao Dìn và cả tân quang vần Được đi lại trong vùng hơ mông Trong vùng quân giặc Trung Quốc ở Châu xéo mìn chỉ tay vào ngôi nhà hắn bảo dín đốt nhà thằng chủ tịch giết hết bọn kinh đó là những nữ công nhân lâm trường bị bắt giam ở bản mìn trói chặt mỗi người vào một cột nhà mìn quát vào tay dín đốt vần và dín trần trừ hai anh bàn với nhau giết thế thì bản hơ mông khét lắm không ai sống nổi đâu mã đoàn trưởng ở gần đấy cũng không chịu nổi Ông chủ tịch à, ông để chúng tôi dắt chúng ra dốc núi, bắn, làm mồi cho hồ vằn, hồ hoa thôi. Nghe nói, Mã đoàn trưởng không chịu nổi, mìn trột dạ. Hắn gật đầu, dính vào vần, đưa bốn cô công nhân ra dốc núi. Vần nhìn bốn người, anh rơm rớm nước mắt, quay mặt đi. Anh không dám nhìn họ, mới ngày nào đó đi qua lâm trường, chị em còn cười nói díu dít như bầy chim giảng tông chim khách báo tây nguyên vui chị em mời vần và các chiến sĩ vào nhà uống nước mời ăn quả dứa chín thơm đầu mùa giờ đây chị em bị bọn giặc bắt dày vò nhìn ai cũng như ngọn lá héo bốn cô công nhân không ai nhận ra vần vì anh mặc bộ đồ quần áo người dân tộc dao vì vần lại ở trong hàng ngũ của giặc cả bốn người chửi bới xì vả vần xì vả dính Hai anh cúi mặt xuống cầm lặng Nhẫn nhục Các anh đưa chị em đi Ra đến dốc núi cuối bản Dín bảo bốn chị em dừng lại Dín cảnh giới ở phía trên Vần đi đến Anh cởi trói cho một người Rồi anh bảo họ cởi trói cho nhau Nhanh Những cô gái lâm trường ngạc nhiên Họ nhìn Dín và Vần Họ nhìn nhau dò hỏi Các chị đi nhanh về phía bản sen Ở đó có bộ đội ta các cô gái nhìn nhau, họ nhìn Vân. Thôi, đừng nói gì nữa, đừng hỏi vì sao, sau là sẽ hiểu. Đi nhanh! Vân nói với họ. Những cô gái công nhân chạy xuống dốc núi. Vân bắn một loạt AK, Dín bắn một loạt. Vào rừng cây, Hạ Anh trở về. Tối ấy, tên Mìn uống rượu, rồi hắn châm lửa đốt nhà đồng chí chủ tịch bạn. Trong ánh lửa chấp chới, Mìn nói với Dín và Vân. Hắn nói như phun men rượu vào mặt hai người Tao là thằng chủ tịch Thằng Po Siêng Thằng Sơn Khái Là phó chủ tịch Thằng Siêng là người giấy Ông Vương Thiện Khuân nói Phải làm như vậy mới đoàn kết Được người hơ mông Người giao Người giấy mà Ta sẽ lập một khu tự trị Ở vùng hơ mông Ta sẽ lập một hội đồng quân Ở vùng hơ mông Ta sẽ giết hết bọn kinh Bọn hơ mông theo kinh ta sẽ đón ông Lù Văn Đức là người hơm mông bên mã quan về làm chủ tịch cả vùng tự trị. Thấy Vân và Dín chố mắt nhìn, mìn lên mặt nói tiếp. Bọn mày không biết ông Lù Văn Đức à? Ông ấy nhà ở suối Thàng, trước là phó chủ tịch tỉnh Lào Cai. Ông ấy ở Mỹ mới về mã quan hồi cuối năm. Ông Khuân có nói với Tào, Tào đã có rất nhiều người trong vùng hơ mông này và ở bên tổ quốc vĩ đại ủng hộ. Ta có cả những người lái xe cho bọn kinh, ta có cả những người giữ máy thông tin ở trong núi. Nghĩa là ta có sức lớn, có lực nhiều. Người hơ mông, người giấy, người dao cùng nhau đứng lên đồng như lá, nhiều như cỏ. Ông Vương Thiệu Khuân có nói với tàu nhiều nữa, súng đạn ta đã có nhiều, kho giấu ở các nơi, ngay trong vùng hơ mông ta. Lúc cần ta sẽ lấy được ngay Tao sẽ còn cho chúng mày biết nhiều điều nữa Châu xé mì nói dáng bộ hắn hung hăng Hắn trồm lên Cúi xuống Trong ánh lửa chập chờn Trông hắn như con nhọ mặt Con hộ bị phát đạn bắn trượt Sáng sớm Mã Diêu Nần ngồi trên chiếc xe, xe Bắc Kinh Vài bạt còn mới tinh Đã đón mình đi Mình bảo đón Dín và Vân đi cùng nữa Mã ngồi cầm tấm bản đồ Mã cúi gằm xuống nhìn Tân lái xe bẻ tay lái Chiếc xe quặt vào phía hàng lèn Hàng đá trước có ma cả rồng Mà mã cho quân trừ yểm Ở nơi đó có một trận kích chiến Vừa chấm dứt hôm qua Giữa bộ đội ta với quân của đoàn 50 Và cả sư đoàn sơn cước của giặc Trung Quốc Giặc đã cố sống chết Dồn hết quân sự bị của quân đoàn đánh đến đây để đạt cho được mục đích. Chiếc xe của mã đoàn trưởng hôm nay đến được đây. Xe của mã diêu nần dừng lại một lúc, thì một xe tải chở đầy lính công binh mang những khối bộc phá và cuốc sẻng đến. Mã xuống xe, hắn nhìn ngó bản đồ, nhìn ngó thực địa để xác định cửa hàng. Đó là một vách đá, đá tảng, được xếp lân và xây chắc phù lớp rêu xanh. 12 năm rồi cây dại và cây tế đã leo, đã trùm lên vách đá. Phía bên ngoài, cây dại mọc lên gốc đã to bằng bắp chân. Những nơi vách đá lộ ra thì rêu của rừng già xám xịn đắp lên một ngọn lớp dày. Mà diêu nần lách cây lá. Hắn cầm dùi sắt vạch lên dây leo và khơi lớp rêu núi. Cặp lông mày trồi sẻ của mã dương lên, khuôn mặt lưỡi cầy của hắn dạng ra, hắn nhoẹt cười. Hắn quay ra phía đồng bọn Nhà ra tiếng đúng rồi Mã vẫy tay mừng rỡ Bộ công binh xô vào Mã đọc hàng chữ chỉ dẫn In trên bản đồ Rồi hạ lệnh cho bộ công minh Đánh một khối lượng bọc phá Có tính toán kỹ Để đủ sức phá sập bức tường Mà không dung chuyển hàng đá Tiếng nổ dứt ánh sáng ùa vào Trong cái hang lộ ra Hai tấm cửa sắt Đặt trên cung sắt chắc chắn Mã đi vào mở khóa Hàng len rộng mở Xung quanh hàng được xây lót lớp xi măng chủ đáo Trong hàng biết bao cơ man nào là hòm xiệng Được xếp hàng cẩn thận như một cái kho Hòm sắt, hòm gỗ, bọc giấy chống ẩm Và có nhiều gói thuốc chống ẩm để xung quanh Bọn lính công binh ùa vào khệ nệ khiêng ra Châu xói mìn thong tả vào khiêng Rồi dín và vần cũng vào khiêng Mã khui từ một hòm Trong hòm là đạn Là súng còn nguyên lớp mỡ Những hòm lương khô còn thơm phức Mã cười Hắn giơ tay trước mặt 12 năm vẫn như mới xuất xưởng Những đơn vị vừa đánh nhau lục đục Đến nhận những thứ đó Mã lại cúi gằm xuống bản đồ Mã nói với những người vừa đến Đến ngay cả hai nhận Ở cột số 9 đường hữu nghị ở đó là nghĩa địa của lính làm đường bên chân núi. Sư đoàn quân Sơn Cước đã chiếm giữ tối qua. Dưới mộ số 7, hàng thứ 2 và số 11, hàng thứ 3, phía trên mộ, để tên Lưu Châu, Hoàng Ngọc thì đào lên mà lấy. Ở đó có đạn và lương khô. Mã Dư Nần trao tấm bản đồ cho tên lính đứng nghe hắn nói. Rồi hắn chỉ vào dòng chữ đánh dấu đen ven đường đó là nghĩa địa là K3 mã dặn tên lính nhớ rằng phải cẩn thận phải rất cẩn thận dưới các tấm bia đều có hai quả mìn phải dò mìn trước nhớ là hai quả mã dìu nần nói nhỏ với tên lái xe rồi ra hiệu cho hắn lái về phía đồn biên phòng xín tiến cả châu xéo mìn cả dín và vần ở chung bên đó vần cũng về bên đó chiếc xe phanh kít lại ở giữa sân đồn dưới chân cây cột cờ khẳng khiu trên ngọn cờ đỏ năm sao bay vật vờ ủ rũ ướt đẫm sương lạnh rồi một hút gió thổi đến lá cờ quấn vào cây cột trông cây cột như con rắn cạp nong vẫn đưa mắt dì nha xung quanh anh nhìn cái đồn biên phòng của trung quốc nằm sát đường biên giới này thực sự nó đã trở thành nơi tiến công của quân đội xâm lược những xe tăng những đơn vị pháo nòng dài, nòng ngắn, tên lửa H-12 nằm quan sát dọc đường bên dưới chân đồi, rồi dựa lưng và mớ hỗn độn, rồi những lính che nhà bạt, che mái ni lông, làm lán ở tạm chen chúc nhau trong bìa rừng, và xe tải, xe hồng thập tự từ Mường Khương về, những xe chở xác lính chết, chúng đóng rỗng như xếp hàng thùng cá la thầu, gió thổi bay làm tấm bạt phủ xe vẫn nhìn rõ xác chết xếp chồng lên nhau máu me nhầy nhớt chảy rắc dọc con đường chảy thành vũng nơi xe đỗ lại rồi từng đàn ngựa trên lưng mỗi con có hai xác lính chết buộc vào nhau trở về rồi từ cái trạm cấp cứu mặt trận ở vân đồn tiếng kêu khóc tiếng chửi bới loạn xạ của bọn lính bị nạn và như thế nữa xe chở đồ cướp được theo con đường hữu nghị, kin kin chạy về. Vân đứng nhìn theo. Trong các xe có thóc lúa, có vài sức của các cửa hàng, có giường tủ, xe đạp, xe máy của hộ gia đình, có chăn chiếu, nồi song, có từng lồng gà, lồng vịt đầy ấp, có những chiếc xe tải chở cả một bầy lợn, không biết chúng bắt được của hợp tác xã nào. Có xe chở đá hoa, tôn tấm khung cửa sổ ống dẫn nước cột điện chúng rỡ từ các công sở vần đoán có lẽ là của bệnh viện và các trường học có xe chở chín mười con bò béo mầm và biết cơ quan nào là của cải của dân của nhà nước ta chúng cướp về đây chúng để la liệt hết cả cánh rừng quanh cái đồn biên phòng này lính biên phòng ở đồn này đã trở thành lính gìn giữ hàng hóa ăn cướp Chuyển từ Việt Nam về Còn bọn lính chọc đầu Ngồi trên các xe Bọn lính đứng ở vỉa đường Bọn dân thừa mìn thừa ngựa Thì chúng chia nhau kẹo lao cài Chia nhau thuốc lá Chúng cướp được trong các cửa hàng Chúng giành nhau từng quả sứa chín Vừa lấy ở xưởng chế biến Hoa quả bên Nhật trở về Chúng nhí nhố Hí hửng khoe mẽ với nhau Những thứ chúng vơ vét được rồi nữa vần và Dín đau lòng lắm Khi nhìn thấy từng đoàn người Việt Nam Đàn ông đều bị bịt mắt Bị nhét cả giày vào mồm Hai tay chói chẹo quạt cổ Chị em phụ nữ thảm hại hơn Các chị khóc lóc Nhặt nhòa nước mắt Mắt bị thâm bầm Bị đánh đập Quần áo nhầu nát Người điệu con Người bế con Có chị bụng đã to vượt mặt Các chị các bác thất thểu đi trước mũi súng lũ giặc vần cau mày ruột anh quặn đau anh cúi mặt xuống không dám nhìn còn dín thì quay mặt đi dín vờ đưa ống áo lên quẹt mồ hôi nhưng là để chùi nước mắt mã dìu nần nhảy ra xe mã nói với dín và vần quân giải phóng đưa các anh sang đây giữ lớp học ngàn ngày lớp học mở cấp tốc nhằm đào tạo cán bộ cho khu vực tự trị vùng hơ mông bên ấy anh mìn quen biết đã coi đây như ở bên nhà còn hai anh sang đây lần đầu tôi mong hai anh em mưu quen biết ở đây như anh Mến mã dẫn ba người vào khách sạn của đồn xín tiến ở đó vân đã thấy sần khái môi thâm xì ngậm điếu thuốc phiện ngồi chiễm trệ trong ghế bành tên ngồi cạnh khái Vân không biết Nhưng Dín đã ghẽ tai nói nhỏ với Vân Hắn là thằng bò xiềng người giấy Vẫn nhớ ra cái tên mình Đã nói rồi Hắn sẽ là phó chủ tịch đấy Trong phòng còn có một số người hơm mông Người dao, người giấy Chúng ở các bạn Vân díu không biết hết chúng Nhưng Dín đã nhận ra Một trong số hắn Có vài khuôn mặt đã từng xuất hiện ở chợ Mường Khương, chợ Phà Lòng Chúng thường lân la bên bàn thắng cố Bên thúng thuốc lá Đặc biệt trong số đó Dìn thấy có một người lớn tuổi Chỉ đứng nép ở góc cửa sổ Nhìn trộm đám đông để nhận mặt từng người Còn hắn thì không ra mặt Hắn để ý Hình như người này Người có cái mũi to sần đỏ Có chân trong một cơ quan của huyện bên Việt Nam Người đó nhìn Và khi đã nhận mặt tất cả Thì hắn biến mất Mã tiếp mọi người bằng thứ thuốc lá hảo hạng Thuốc Trung Hoa bài Cái thu thuốc ở vùng biên giới này Chả còn ai lạ gì nữa Trong mùi thơm của nó Có hương vị của bản của bao pin của anh Có chút ít hương quế Nó nóng Và mùi thơm xa Khác hẳn với thuốc lá hờ mông Dù nặng nhất cũng không có mùi quế Mã để lại tiếp mọi người bằng rượu mao đài Và hắn cho tất cả ăn một bữa cơm ngon đủ các món xào nấu có thịt lợn thịt bò thịt ngỗng một bữa ngon đủ các món vân biết chắc được chúng vừa cướp bên việt nam đưa về vân nhìn những con ngỗng quay béo thật ra là như vậy mã siêu nần chấu xeo phìn bò xiềng sần khái mồm cắn tay xé ăn rau ráu vân biết ngay là giống ngỗng bắc kinh ở bàn củi bao pin chúng cướp sang ăn xong mã đưa dìn và vần về gặp một người có dạng gầy cao rong rọng da rẻ hắn trắng trẻo đen lánh như mắt mèo hắn nhìn hai anh đồng đội min giới thiệu với vần và dín đó là chủ của đồn biên phòng này đồn trưởng vương thiệu khuân vương lịch đã nắm tay bắt tay hai con người min cười nhạt chào những người anh em mới những người anh em cứ từ từ hờ mông tự do đi đến mã giới thiệu từng người cho vương biết vương hỏi về dín thái độ hắn thật thận trọng mã nói đó là con ông già hờ mông đã quen biết hắn từ nhỏ ngày hắn sang làm đường hữu nghị ông già nghe lời hắn gọi một con trai nạp súng quy hàng quân giải phóng vương gật đầu vương nhìn sang vần có chín đô hỏi anh này nói tiếp giọng hắn tự tin người giao tên là tật quang vẩn hai anh này đã được một thương binh cứu ra tôi đã kiểm tra chú đáo anh này là người giao anh biết nhiều chuyện về gốc tích của người giao ở vùng này anh ta lên bản hơm mông mua thuốc viện lại sợ ta đánh anh theo cây này chạy vào núi ông già Hâm mông đã gọi bọn anh ra nộp súng quy hàng quân giải phóng cùng với con trai của ông vương có con mắt nhìn kẻ cả hắn nhìn vần ánh mắt hắt xoi mói hình như vương nghĩ đến nhiều chuyện những bài học thất bại ở vùng này bài học mới đây nhất làm cho hắn cảnh tỉnh bài học mà người đồng nghiệp trịnh bảo ngọc đã nêu ra trịnh bảo ngọc đã dốc túi vốn liếng 30 năm trong nghề và dốc túi là lòng tin trong nhiều ngày để xây dựng một cái khung cán bộ vùng hơ mông tự trị và thực hiện một kế hoạch dựng ngọn cờ trong vùng hơ mông để hỗ trợ cho cuộc tiến công này địch đã tự chọn người tự tay tung át chủ bài tung người tin cần sang móc nối mong dựng được vùng hơ mông tự trị đã tưởng như cờ đến tay nhưng sụp đổ, sụp đổ và đáng buồn. Tất cả những người Trịnh tin cần lại là người Việt Nam gài vào. Trịnh đã mắc bẫy, tất cả đã xa lưới phiền. Toàn uống thuốc độc tự vẫn, nên vùng hơ mông này, vùng biên giới hiểm trở này, đối với chúng ta là vùng trắng, vùng biên giới trắng. Không thể áp dụng được một cờ người hơ mông, người giao này, không có lực lượng trong tay, không có tin cận. Mặc dù ta có một vũ khí ngầm và có những vùng phỉ cũ, điều chua cay đó còn như bày ra trước mắt vương. Bắc Kinh phái vương tới đây giao cho vương làm chủ trò thay Trịnh Bảo Ngọc, giờ đây mọi việc như nhắc vương phải tận trọng, nhắc phải thẩm tra chu đáo từng người dân đất Việt Nam sang, bởi bên ấy là một cõi rất dễ nhìn thấy nhưng khó biết rõ anh bạn vương đến vỗ vai vần anh bạn nói tổ quốc vĩ đại khen các anh cảm ơn các anh đã cứu sống người con ngừng một tí vương đã nói tiếp anh có hiểu gì về cuộc hành quân giải phóng trừng phạt việt nam dạy cho bọn phản bội một bài học không vần xoa tay lên nòng khẩu súng ak anh vuốt những tua len đỏ buộc ở quai súng giọng anh ngập ngừng thưa thưa đồn trưởng Quân giải phóng của ta sang thu súng về Quân giải phóng muốn cho người hơ mông Người giao, người giấy được tự do Ừ Anh thấy quân giải phóng Đối với người Việt Nam có tốt không Thưa vương đồn trưởng Những người tôi gặp thì tốt ạ Anh có muốn Người giao của anh trên đất Việt Nam Được sung sướng như người bên tổ quốc Trung Hoa không Thưa đồng chí Vương Đời người giao khổ lắm từng ăn cơm qua nước vò ăn canh qua nước rửa muốn cho sung sướng muốn cho xóm bản cùng sung sướng đó là điều người giao chúng tôi mong muốn mà không biết làm sao cho được quân giải phóng trung quốc sẽ giúp anh sẽ giúp người giao của anh được điều đó vương ngồi xích lại gần vần vương hỏi riêng vần về một số điều hắn hỏi lộn xộn các câu hỏi gài vào nhau như người có chuyện làm quen với nhau nhưng cốt chuyện để xem điều đó có khớp hay không vần bình tĩnh anh chậm rãi lắng nghe anh trả lời rành rọt anh nói với mã những gì anh nhớ lắm giờ đây anh nói với vương đúng như thế anh trả lời khớp những câu anh có làm dân quân không anh bắn có đạn thật mấy lần rồi ăn chia trong hợp tác xã ra sao anh đánh bạn với những người nào anh có hay về huyện không nếu về thì vào những đâu Những điều sơ đẳng đó Vân đã chuẩn bị Anh nói trơn chu Anh nói có lý Có lối Và có tình Vương bắt tay Vân Vương mời Vân điếu thuốc lá Hết phần 9